chào các bạn đã quay trở lại với channel Loa Hay. Mình là Hưng, thành viên của Loa Hay Team. Thì tiếp tục với cái series tuning hệ thống âm thanh của Loa Hay Team. Thì ngày hôm nay, Loa Hay sẽ giới thiệu tới các bạn và hướng dẫn cách tuning hệ thống subwoofer cardioid. Thì cái hệ thống subwoofer cardioid này sẽ giúp chúng ta triệt tiêu ở phía sau sân khấu khá là nhiều ở cái giải tần số thấp, mà cũng có thể nói đây là sẽ là một cái phương án mà tối ưu nhất để cho phía trên hệ thống monitor của band nhạc được sạch sẽ nhất. Thì phụ thuộc vào cái chiều cao của sân khấu và cái vị trí đặt loa sub thì chúng ta sẽ quyết định cái việc loa sub front quay đằng trước là ở bên trên hay là ở bên dưới. Thì cái này sẽ phụ thuộc vào cái địa hình của mình. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn tới các bạn là cách để setup nó ở làm cái vị trí sân khấu thấp và cái vị trí khán giả nghe cao. Có thể các bạn nhìn thấy giống như cái không gian hội trường bên dưới của mình đây, thì nó sẽ đi dần lên, thì chúng ta sẽ phải chọn cái phương án sub front ở phía trên cao thì nó sẽ được đạt được cái hiệu quả cao hơn. Đầu tiên thì vẫn là cái vị trí đặt microphone. Thì như các bạn có thể nhìn thấy, mình sẽ vẫn đặt một chiếc microphone đằng trước này và một chiếc microphone ở đằng sau như làm với hệ thống Amplify. Các bạn có thể làm đúng được cái hệ thống cardioid một cách đơn giản nhất thì chúng ta sẽ sử dụng cái microphone ở phía sau, để sẽ giúp chúng ta làm đơn giản hơn và dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mềm Smart để có thể thực hiện tuning hệ thống subwoofer cardioid. Và đầu tiên mình sẽ sử dụng microphone phía sau với pin tần số chiếc subwoofer đằng trước, subfront ở giải tần số 63 Hz. Chúng ta tiến hành pin tần số ở giải tần số 63 Hz. Và chúng ta tiến hành chụp hình lại mic box sub front 63. Rồi, bước tiếp theo rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ off chiếc sub front đi này và on chiếc sub back lên, và chúng ta sẽ nhìn thấy một cái khoảng delay mà cần phải delay cho hệ thống loa sub back đằng sau. Đó, như các bạn có thể thấy. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tiến hành delay. Mình sẽ quyết định giữ ở cái khoảng time delay đó là 3.4 ms, 3.5 ms. Mình sẽ chụp. Mic back, sub back delay 3.5 ms. Và bước tiếp theo để hoàn thành cái công đoạn subwoofer cardioid thì chúng ta sẽ tiến hành đảo phase chiếc sub quay về đằng sau đó. Và bây giờ mình sẽ tiến hành bật hai chiếc loa sub lên cùng một lúc. Đó, như các bạn có thể thấy, chúng ta đã bị triệt tiêu ở giải tần số phía sau khá là nhiều so với một chiếc. Rồi, mình sẽ tiến hành chụp để các bạn tiện so sánh.
đây là hai chiếc này, đây là mic bass sam sam delay bass 3.5 mili giây cộng inverse. Rồi, đây là màu màu vàng, sẽ là cái chiếc mic ở đằng sau. Và giờ chúng ta sẽ nhìn với màu trắng chiếc mic ở đằng trước. Mình sẽ cũng tiến hành phim tần số 63. Và trước khi đi vào so sánh thì mình sẽ cho các bạn xem là cái FPL Slow nó sẽ đang ở mức tần số là bao nhiêu khi làm hệ thống như vậy. Đó, như chúng ta có thể thấy là nó sẽ triệt tiêu dải tần số ở đằng sau ở tất cả các dải 89 dB gì đó. Thì cái không gian của mình ở đây đang bị dội dải tần số thấp khá là nhiều, như các bạn có thể nhìn thấy đấy. Như các bạn có thể thấy đây, đây là cái đáp tuyến mà khi làm software cardioid chúng ta sẽ được ví dụ như ở cái dải tần số đỉnh của mic đằng trước ở đây là 57 Hz, thì chúng ta đang có là 15.24 dB và 57 Hz của đằng sau. Ở đằng của đằng sau thì chúng ta sẽ chỉ còn có 4.79 dB. Thì là ở cái quãng tần số 57 Hz chúng ta đã giảm được khoảng đâu đó 10 dB. Thì khi mà hệ thống mà giảm 10 dB thì cái sự cảm nhận rất là rõ rệt. Trên đây thì Loa Hay đã hướng dẫn các bạn cách setup subwoofer cardioid với phương án đó là đặt microphone ở phía sau. Thì cũng có một bạn đã đặt cho Loa Hay Team một cái câu hỏi là chúng ta có thể sử dụng microphone ở phía trước để tuning hệ thống cardioid được hay không. Thì câu trả lời của mình là có thể sử dụng microphone ở phía trước để tuning hệ thống cardioid. Nhưng khi các bạn sử dụng microphone ở phía sau, chúng ta sẽ thực hiện tuning được cái hệ thống subwoofer cardioid một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Ví dụ như đặt microphone ở phía sau thì chúng ta sẽ biết rõ ràng cái phase của cái loa front, cái loa mặt trước đó, ở phía sau ra sao. Thì dựa vào đó chúng ta có thể chỉnh được cái phây và cái đáp tuyến của cái loa bách, loa quay ngược lại phía sau để đạt được cái hiệu ứng cardioid một cách tối ưu nhất. Trên đây là cách tuning hệ thống subwoofer cardioid. Nếu như các bạn thấy video của Loa Hay Team có hữu ích đối với các bạn thì các bạn hãy cho Loa Hay một lượt subscribe, một like và có thể là một lượt chia sẻ để làm động lực cho Loa Hay Team tiếp tục ra những video có thể hữu ích hơn đối với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.